Hello, xin chào quý anh em. Ở clip trước mình có review cho anh em những con tàu sắt làm người lưới quay. Thì ở clip trước thì mình xuống tàu không có chủ tàu, cho nên là bữa nay mình sẽ review cho anh em về khoang máy và khoang lái của tàu sắt làm người lưới quay cho anh em xem. Đây là con tàu sắt sử dụng động cơ 6 đập thùng. Bây giờ mình sẽ đi vào trong khu vực bồng lái cùng với khu vực khoang máy để review cho anh em xem con tàu sắt làm người lưới quay đêm nha anh em. Phía bên ngoài của bên đây là cũng rất là nhiều ghe làm người lưới chuồng nè, ghe tầm 17 mét nha anh em, rộng tầm 5m4, 5m5. Đây có tàu sắt làm ngờ mình chụp, tàu sắt làm ngờ lưới quay đêm. Thêm một con tàu sắt làm ngờ lưới quay đêm nữa cho anh em xem. Phía bên trên kia là tàu sắt làm ngờ mình chụp. Và ngay bây giờ đây mình sẽ đi vào trong khu vực khoang lái và khoang máy của con tàu sắt làm ngờ lưới quay đêm, sử dụng động cơ 6 AI đập thùng cho anh em xem. Xin mời anh em cùng theo chân mình để khám phá con tàu sắt nha anh em, làm người lưới quay đi. Hello, xin chào quý anh em. Như đã hứa với anh em thì ở video trước thì mình đã từng review một chi tiết bên ngoài về cái con tàu sắt này khá là kỹ. Tuy nhiên thì không có cơ hội để review bên trong. Thì ngày hôm nay đây thì có cơ hội tiếp xúc được chủ tàu, cho nên là mình xin phép chủ tàu vào bên trong để review một cách chi tiết theo yêu cầu của rất nhiều anh em về cái khu vực bồng lái của thuyền trưởng và đặc biệt là khu khoang máy, một trái tim lạnh lùng của con tàu sắt 6 ơi đập thùng. Như quan sát thì anh em thấy trong khoang lái của thuyền trưởng được trang bị với hệ thống ván ốp gỗ hoàn toàn xung quanh khu vực bồng lái và trên trần rất là thịnh soạn nha anh em. Cửa tàu cũng được trang trí theo phong cách của nhà tàu ha. Ở bên ngoài thì ở video trước thì mình có review cho anh em xem thì tàu sắt theo thời gian nó có sự rỉ sét, nhưng mà vào bên trong thì mình thấy một cái gian không gian dành cho anh thuyền trưởng và cùng với các cái tài phụ ở cái khu vực sinh hoạt này rất là rộng rãi, rộng hơn nhiều so với những con tàu nhựa composite nha anh em. Phòng lái nhìn khá là thịnh soạn, đúng phong cách của một ông chủ luôn. Đấy, khu vực gian lái rất đẹp. Đấy, cửa sổ cũng được trang bị rèm cửa rồi rất là bài bản, ốp gỗ cách tân cách điệu rồi rất là đẹp anh em. Đấy, những chi tiết họ làm cũng gọi là tỉ mỉ ở phía bên trong cho anh tài công. Đó, mình review chi tiết luôn cho anh em xem. Ở đây nó có một cái bảng tấp lô lái, hệ thống lái tự động, lái điện anh em, lùi dê tới gì đó sử dụng bằng nút không. Một con tàu nghị định 67 được đóng bằng vỏ thép, được trang bị với nhiều công nghệ trên tàu khá là hiện đại ha anh em. Ok anh em, có lẽ là cái gian lái dành bao nhiêu thời gian như vậy có lẽ là cũng đã đủ rồi. Bây giờ xin mời anh em đi xuống cái tầng dưới, cái tầng mà khu sinh hoạt của những anh em thuyền viên. Ở khu này mình thấy là cũng có trang bị có màn hình LCD của TV, TLC và các cái gian ngủ, sạp ngủ của anh em thuyền viên. Khu vực cabin của anh em thuyền viên thì cũng được ốp gỗ hoàn toàn, vách và trần đều được ốp gỗ. Ở đây nó có những cái khay cỡ mà đỡ tăng phô nè anh em, gọi là chấn liêu 1.500 anh em, chấn liêu 1.500W.
những cái tăng phô của điện dự án này rất là sáng, lam 1, lam 2. Mỗi cái tăng phô này là nó sẽ phục vụ cho hai bóng đèn. Rất là xịn sò cho những con tàu dự án nha anh em. Đây là hệ thống điện đây, mờ trái mờ phải đồ theo ký hiệu của chủ tàu ha. Máy trái máy phải. Đây, khu vực của mấy anh em thuyền viên là cũng được trang bị cho mỗi người một cái hộc tủ đồ. Đi đây sau đây có lẽ là gian bếp. Khá là bài bản. Đó, mình review chi tiết cho anh em xem về các cái ngóc ngách của một con tàu sắt. Ở đây có hai cái máy điện dành để xuống bành nước dụ cá đó anh em. Đây là cái lối mà đi xuống ở dưới tầng khoang máy. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết ở khu sinh hoạt anh em, rồi tí xíu nữa mình xuống cái khu khoang máy mình review luôn cho anh em xem. Cái nơi này có lẽ là ngày xưa họ thiết kế cái nhà vệ sinh. Này anh em, xin mời anh em khám phá một cỗ máy lạnh lùng 6 đập thùng anh em. Mới ken xà beng rất là đẹp. Bình thật sự nói với anh em rằng là Bình rất là mơ tít khi là nhìn những cái cỗ máy này nha anh em. Đặc biệt ở trong cái suy nghĩ cộng thêm cái sở thích của Bình là Bình rất có một cái ấn tượng gì đó đối với cái dòng máy giang ma. Trong các cái dòng máy thủy mà phục vụ cho cái ngành biển thì cái ấn tượng đối với Bình thì cái dòng máy giang ma nó rất là mạnh. Cái cỗ máy nó được thiết kế rất là hầm hố và cá tính anh em. Cái điều đặc biệt ở cái con tàu này là nó sẽ đi, cỗ máy giang ma nó đi kèm cùng với một cái hộp số thủy anh em. Hôm bữa giờ mình quay rất là nhiều cái máy đập thùng nhưng mà đa phần là máy quay nó đi kèm với hộp số Trung Quốc. Ở đây là con tàu dự án nghị định 67 này nó sẽ đi kèm cùng với một cái hộp số thủy rất là xịn sò. Đó. Anh em cùng với Bình sẽ có cơ hội để chiêm ngưỡng về cái hộp số thủy của cái dòng máy giang ma ha. Rất là đẹp, hộp số nó rất là gọn gàng và vuông vắn anh em. Đó, ở trên hộp số có trang bị hai đồng hồ báo nhớt, hai đồng hồ nhiệt cớ. Đi quay mà gặp những cái cỗ máy hoặc là những cái hộp số như vậy là mình rất là vui và rất là có cảm hứng để quay và nói thật là nhiều trong video cho anh em xem. Đó, những cái chi tiết mà gấp khúc cùng với những cái chi tiết mà uốn lượng của cái dòng máy giang ma làm cho mình cảm thấy rất là lôi cuốn và thích thú. Một cỗ máy quá hầm hố ha. Đó, mình sẽ quay cận những cái chi tiết cho anh em xem. Cái nước sơn của cái dòng máy giang ma mà đập thùng á, là nó sẽ bóng nhưng mà xám, nhưng mà xám mờ chứ không phải xám bóng nha anh em. Đó, ở trên những cái cọng dây đường ống truyền á, nó có bọc lưới nóc ở ngoài. Thì ở nước sơn rin á, là nó chưa hề có phủ những cái lớp sơn đi theo ở bên ngoài những cái ống rằng nóc nha anh em. Những cái máy mà sơn lại từ bãi hoặc là máy từ bãi ở bên Nhật về, họ cũng có qua thời gian gọi là đại tu ở bên Nhật á, là những cái ống rằng lưới nóc này là nó có phủ sơn hết. Ở đây là máy hoàn toàn nguyên zin, đập thùng 100%, rất đẹp đẽ. Cỗ máy 6 AI đập thùng này hình như là 2 tỷ mấy đó anh em. Nó nằm giá dao động ha, bởi vì cái giá của những cái con tàu dự án là mình không bao giờ mình kiểm soát được hết. Trừ khi mình có cái đồng vốn tư nhân mình bỏ ra mình mua thì mình mới kiểm soát được cái mức giá thôi. Đó, thì mình nói ở điều này là những anh em sẽ biết rõ, không trách mình là sao mà không biết chính xác được cái mức giá ha. Đó, một cái cỗ máy vuông vắn và nó nằm rất là lạnh lùng anh em.
ở ngay chỗ cái bình nước ngọt làm mát cho máy nè, là nó sẽ có thêm một cái ống truyền qua bên cái bình trắng. Cái bình trắng nhựa này gọi là cái bình phụ anh em. Khi mà chúng ta chạy gọi là nước ngọt chúng ta đổ hơi cao và nước ngọt nó sôi á, là nó sẽ tràn, và khi nó tràn nó sẽ tràn qua bên cái bình phụ này, nó không phải tràn ra bên ngoài ha. Rất là hợp lý đúng không anh em? Cổ máy rất là ngầu, ở trên những cái nắp máy nó làm những cái đường gấp khúc rất là đẹp, mình rất là thích. Trời ơi, ở trong cái khoan máy của cái con tàu sắt, tàu vỏ thép nè, mình không có hiểu, không có kiểm soát được gì hết trơn á, nó làm mình giống như bị choáng luôn anh em. Bảng tắp lô rồi bảng điện rồi bảng đồng hồ gì tá lẻ từ lưa hết. Ở hai bên của hai bên hông tàu, bên phía bên phải phía bên trái còn có trang bị thêm hai cái máy Eberter. Máy này là máy của Ý liên danh ha. Đấy, máy này là hai cái máy phát điện, một cái máy 6 và một cái máy 4 ha. Dòng máy này thì ở trên con tàu dự án mà một clip hôm trước mình có quay cho anh em rồi, thì những cái con tàu đó nó cũng trang bị cái dòng máy này, dòng máy phát điện Eberter Made in Italia, 194 kW. Đó, bao luôn cái hộp hộp điện luôn, sử dụng những cái công tắc đờ ở phía bên dưới này hết. Còn cái máy 4 là nó ở đằng kia anh em. Đấy, đó, công tắc đờ của nó cũng nằm ở phía bên dưới này luôn. Cái điều mình thích cho những cái dòng những con tàu dự án là cái hệ thống điện của nó rất là sáng anh em, trang bị rất là xịn sò. Ở đây có cái đầu dò chụp của hãng máy dò ngang Furuno. Dòng máy chụp thường ha, hay còn gọi là tiểu chụp, trung chụp rồi mới tới đại chụp nha anh em. Đó, dòng máy chụp. Đa phần cái dòng máy này là dòng máy mà anh em xài phổ biến. Còn những cái dòng máy trung chụp hay là đại chụp thì những cái dòng máy đó nó gọi là bà con xài chưa có thịnh hành nha anh em. Với lại các cái dòng chụp khác á, là cái giá thành nó cũng rất là cao anh em. Nó nằm những cái trung chụp thì nó nằm tầm 2.6 tỷ, 2.7 tỷ cho đến hơn 3 tỷ. Còn những cái mà gọi là đại chụp á, chụp đại á, là nó nằm tầm 4 tỷ mấy đến 5 tỷ mấy. Cho nên là đa số bà con xài cái dòng chụp thường, loại dòng chụp 1.4 tỷ đến 1.7 tỷ là nhiều anh em. Ở đây còn khá là nhiều những cái bản tắp lô mà bình không có hiểu hết được. Đó, hình như là cái bản tắp lô bình vừa quay là cái bản tắp lô của cái hệ thống phân tích của cái máy dò chụp, có cái biểu tượng của cái mạc hải đăng. Nhìn hầm máy của tàu sắt cũng khá là gọn gàng ha anh em. Mấy con tàu dự án mấy ông xài đồ mới không à, cứ mua xuống ráp cho nên là nhìn khá là gọn, toàn là đồ mới đập thùng xuống ráp vô đi biển gì thôi. Bây giờ anh em cùng quan sát lại cổ máy 6A một lần nữa nha anh em ơi. Rất là vuông vắn, ngầu. Biết anh chạy cái lap nhiêu mà cái mặt reto nó dữ dằn nè trời. Cái trái reto nó không phải 160 á.
Chù, cái hộp số nó gọn nhưng mà nó có chiều sâu xuống tuốt ở dưới mơ đè luôn. Dở sờ cái hộp số. Một con tàu được trang bị một trái tim. Quá dữ. Quá đẹp.